Trong số 800 mẫu kỳ vật lưu niệm sẽ được bán đấu giá, đáng chú ý nhất là khẩu súng trường được nam diễn viên William Shatner sử dụng trong bộ phim bom tấn của năm 2009 mang tên Star Trek. Tạm dịch là du hành giữa các vì sao. Một chiếc ô tô xuất hiện trong bộ phim The Green Hornet, tạm dịch là người hồng ong xanh, phát hành năm 2011, hay thậm chí là áo lót của nữ diễn viên Marilyn Monroe trong bộ phim Some Like It Hot, tạm dịch là có người thích nóng, được sản xuất từ năm 1959. Chúng tôi ước tính khẩu súng trường trong bộ phim Du hành giữa các vì sao có giá từ 60 đến 80 nghìn đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi được bán ra, rất có thể nó sẽ đem về từ 100 nghìn đô la Mỹ trở lên. Kỳ vật lưu niệm từng được nữ diễn viên Marilyn Monroe sử dụng cũng được định giá từ 8 đến 10 nghìn đô la Mỹ, trong khi chiếc ô tô kể trên có thể sẽ được bán ra với mức 60 nghìn đô la Mỹ. Ngoài ra, các danh mục hàng đáng chú ý còn có một chiếc mũ Munchkin trong phim Phù thủy xứ Oz, một đôi giày Clark Gable trong phim Cuốn theo chiều gió, một cái chai trong bộ phim Giấc mơ của Jenny hay một bộ đồ Superman 4 được khoác bởi nam diễn viên Christopher Reeve. Trang phục được nữ diễn viên Maureen O'Sullivan mặc trong bộ phim Tắc răng cũng sẽ được bán cho các phiên đấu giá tới đây.